quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Lúc xin được chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sáng nay thì nhà em Sử sẽ tiến hành là đào cái phần nền nhà này trước này cô bác này. Hay vừa rồi thì mấy anh em cùng đào thì cũng đã được một chút ở phần kia bên ngoài thôi. Thì đào đến đâu thì cháu Lực sẽ tiến hành là ghi hình tới đấy cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết. Có rất là nhiều cô bác thì cũng có bảo với cháu Lực là cái phần nền này thì cứ đào trước đi, rồi đến lúc nào mà đào xong vận chuyển vật liệu vào và tìm những ngày đẹp rồi thì mới tiến hành là đào cái phần móng đá. Hải đâu rồi Sử? Hải nhà. Chào bà. Hôm nay là các cô các bạn là gia hộ à hôm nay ấy? Hôm nay là gia hộ mình một hôm đúng không? Như hôm nay thì được hàng xóm của nhà em Sử gia hộ thì cháu Lực sẽ trích cái tiền quý làm nhà của các em ra để mua thức ăn cho bà con. Hôm nay thì cũng được khá là nhiều anh em bạn bè hàng xóm của nhà em Sử ra là giúp đỡ cùng em Sử để đào cái phần nền nhà này cô bác. Cái chỗ này thì nếu mà để mà dùng cái dùng sức người để đào thì rơi vào đó tầm một tuần thì mới xong được cô bác. Sau bao nhiêu ngày thời gian, sau bao nhiêu cái quãng thời gian mà anh em lặn lội đi tìm đất thì hôm nay cũng đã đến ngày mà đào cái phần nền của nhà em rồi. Đào cái phần nền này thì sợ nhất là gặp phải những cục đá to của bác này. Đấy. Đấy, cố lên. Rồi. Hôm nay thì được 4-5 anh thanh niên trai tráng gia hộ em Sử giúp đỡ cho em Sử để đào cái phần nền này các bác. Cái phần nền này thì cháu Lực sẽ bảo em Sử cùng với bà con là sẽ đào rộng ra, thêm rộng ra.
Đây cũng đá luôn mà đây luôn à? Hôm nay thì là ngày đầu mà đào cái phần nền nhà này cô bác nhé. Chỗ này thì nhìn trong có vẻ là cũng khá là nhiều đất ấy. Từ sáng giờ thì đào được một tí từ đây ra đây thôi. Mà cố gắng lên một tí thì cho xử đi mua nước về. Hả? Tí buổi chiều đấy nhờ. Thì phải bây giờ thôi, bây giờ nóng rồi. Hả? À, thì thì ăn cơm xong đã. Ra bên này chú ơi. Ủa, nhưng mà chỗ này phải khu cái dây để kéo kìa. Hả? Anh đi tìm à? Đi nhanh nhanh nha, ra nhanh ra nha. Vô đây, ra nha. Dông, đi đi nào Dông. Em, ơi, đá này. Hôm nay thì là, đây là mình nhờ ra hộ mình hết à? Đào được một tuần đấy nhở? Một tuần hết đâu. Chỗ này về phải đào cho chắc chắn này nhá. Đào xong như chưa? Sau này cái nối dậy xin cho xin nhà bên kia. Thằng này đi gọi anh cầm đi gặp đá nhau nhở? Hôm nay thì sẽ là ngày đào cái nền nhà của nhà em Sử, là hôm đầu tiên luôn các bác. Vừa rồi thì mấy anh em đào thì ở bên này thì có thể gặp đá này các bác này. Cái đấy. Bây giờ gốc bên này thì có vẻ là có hòn đá rất là to này. Đúng lây chưa? Đúng lây rồi đấy nhỉ? Phần khót khót nữa không? Đúng rồi, tí ra này. Hót 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 bên này nhá. Hót sau tí. Anh em cố gắng cùng Sử đào xong là lúc nữa đấy. Mấy nữa đến Tân Gia đấy thì được chung vui với Sử rồi nhờ. Đào xem nào. Ừ, còn những chỗ này gặp phải tảng đá này to này có bác. Tảng đá rất là to luôn. Ờ. Đi chưa? Ha ha. Ờ. Bạn nhận chặt được cái mà. Hay là. Đúng rồi kìa.
Con này rửa sạch lạnh. Đấy, sâu phết đấy nhở. Sâu, mới lung lay một tí thôi. Cái này có đục ra được không? Đục à? Có chưa? Thế đây có chưa? Đây phải dùng hai người chứ. Hai người là... Ừ, anh và người em mọi người. Hai đầu kéo. Phải cố nha. Không, đừng kéo thế. Kéo như này chứ. Như này có lực. Từ, anh từ từ đầu tiên. Để cho hai đầu vàng chứ. Có vẻ cái này cũng quen vậy nhỉ? Không phải là một người đi trước này, đi sau. Ôi à, cho nó bạn nó đi được. Ôi, được phết đấy à? Thế này được rồi. Ôi sư phải ấn mạnh đi. Mạnh quá. Sư phải ấn mạnh đi. Ui. Đây anh nặng đấy. Đấy nhỉ. Đây là cái cách mà bà con đào trên đồng cao này bác. Này có vẻ là phân đất nó nhanh hơn đấy nhờ. Anh em mình cùng nhau cố gắng hộ xử đau mình nha. Như anh em uống cái gì, uống bia, uống nước. Uống nước à? Ê, con thanh niên nào uống bia rồi? Đi thôi. Giờ anh bên thanh niên thì uống tay tí ai cho mà làm người Việt. Thế, chứng tỏ thanh niên này cũng biết anh ạ. Bia thì phải tối nhỉ. Bia thì tối. Ôi anh em uống hò sau nhỉ. Thôi á. Nào, mời nha. Hai ba chưa thì phải đón nước nước ra cái phần mềm cứng quá sợi dây thằng nó rồi sao anh lấy cái nó phải dốc rồi dốc lên rồi nếu con thấy thì phải đào từ trên lên xuống anh em mình ủi cái ra kia đi. Đây là mọi người ra hộ mình cũng mấy rồi. Ở đây không ai còn múa à? Xử nhưng mà múa nhiều mà tí để cho các bạn mượn nhé. Chính là cần múa. Chính là quen thì họ cũng cần đây. Chính là không thích được. Đây là thanh niên này là sinh năm bao nhiêu? Này, 22. 22 à, lấy vợ chưa? Đó. Lấy vợ rồi à? À, thế rồi là, thế vợ sớm nhỉ? Đấy chứ. Rồi, cũng ở gần đây không? Ừ, có mà. Có. Anh cũng làm đây. Cũng làm đây à, người làm đây à? Mày thì cũng là mày của em nè. Tao là mày em nè. Ờ. Anh em lấy nhau. Thank you.
tôi còn đóng nóng nha. Có vẻ là hôm đầu mới làm cho nên là sân khơi nhức một tí cô bác. Ngày mai dậy thì nhức rồi. Ở bên kia thì là có vài cục đá to rồi cô bác này. Sợ nhất bây giờ là đào là gặp phải cục đá to thì thành ra là phải có rất là nhiều công sức thì mới có thể là đục nó ra được. Đi kia kia đi nhỉ. Thế như là sáng nay mọi người chưa ăn sáng thì mình cũng hơi đói mấy rồi nhỉ? Ăn hết rồi. Hết rồi á? Không, còn mới lên rồi. À. Bây giờ thì Hải với lại một cô nữa. Với lại ông thì đang nấu cơm rồi. Nên mình sẽ làm đến mấy giờ nghỉ? Một giờ. Hả? Người có vẻ ba người có vẻ hơi đuối nhỉ? Hai anh em mình bê được cái cục này lên đấy nhỉ? Ừ, không được đâu anh. Đá nhìn thấy nó nặng lắm đấy nhỉ? Đánh nhầm. Đục tiếp. Gặp phải những cục đá cứng là rất là khó khăn quá. Phải tốn rất là nhiều sức thì nó mới đục được ra. Ô, thanh niên, mới sang à? Bấm. Ra hồ sứ à? Xem ra đây nhỉ? Ra đây xem thôi. Ôi, lại ra đây xem. Nó. Thế là mình nhá. Chỉ nhìn cho có vẻ yếu đuối đấy nhỉ? Mệt à? Mệt à?
Hôm nay thì chắc là ngày đầu tiên mệt quá bác. Mệt nhưng mà vui đúng không? Vui không? Tầm độ 2 tháng nữa là có một ngôi nhà mới ở đây luôn rồi, đẹp nhất bản luôn rồi. 2 tháng thì phải mất bao nhiêu con xích à, để chở các thứ vào đây chứ nhỉ? Mỗi tội là từ vật liệu từ bên kia ra đây hơi vớt tí nhỉ. Làm thì nó cũng nhanh nhưng mà những đội thợ nào mà nó làm nó đông người ấy. Có một mình không đẩy được ấy nhỉ. Nào đi ra nhá, đi ra nhá. Đó. Đi ra nhá. Mấy đồng chí ra nhá. Đi nhá. Ai ba. Chúng ta làm nó. Mấy nữa làm nhà không đó, rồi thì mới bắt đầu tính tính nữa. Chào đứa này, chào đá nhiều. Sợ đá to. Nhưng mà cái loại đá này cũng không sợ đấy, cái đá này nó còn đục như thế này. Gặp phải cái loại đá mà đục kia, loại kia mà sợ đá to. Hôm qua con là chú gì đã về chưa chứ? Con là chú hôm qua đã về chưa? Con là chú à? Chưa. Hôm qua thì không may thì con là chú của em Sử bị ông đốt của bác, đốt phải vào bệnh viện luôn rồi. Hải thì còn may bị chưa đến nối mà phải nhập vào nhập viện. Chắc sáng nay lên thì mắt cũng vẫn còn sưng đấy. Còn sưng không mắt Hải á? Vẫn còn sưng à? Đây là các em này, các bạn à? Cô và chị và em gái. Bên này có vẻ sắp cày được hòn đá lên rồi. Có được á. Tình đi nào rồi? Ra rồi. Ra rồi à? Hai. Nhìn thấy la lạc của mình á. Gặp phải mấy cái gái này thì cũng sợ lắm ấy nhờ. Được mái không ra được. Ô đây là con của em à? Phải không? Không phải đâu à? Mấy thanh niên ở làng này lấy vợ sớm lắm nhờ. Wow. Nào có chưa? Ủa chú củ rồi. Đào hết chỗ này xong chỗ kia phải cày hết mà. Cày na chưa cày. Cái
mà nó là ăn cả thôi. Olé. Bây giờ thì mấy anh em đang cùng nhau là đục cái hòn đá này ra này các bác. Hòn đá này thì là hòn đá to nhất này. Đấy, cả ông này cũng lên luôn này. Ông này vừa đi lấy cỏ về các bác. Lên thì hướng dẫn các cháu làm thôi. Anh em đục được cục đá này xong thì cho xử đi mua nước nhỉ? Hả? À? Nhưng mà bây giờ mà đi mua về tí chiều không có nữa đâu ấy. Mua nhiều tí. Ôi. Không có sẵn có. Anh Sử thì một mình đang hot ở phần dưới kia các bác. Đây thì mấy anh em bạn bè của Sử, hàng xóm của Sử là ra cùng đục cái cục đá này đã, bởi vì cục đá này là cục to nhất. Ai ai cũng ra hộ em Sử rất là nhiệt tình. Biết tin là em ấy sắp có một ngôi nhà mới ở đây. Và hiện tại là đang cái phần nền đang gặp chút khó khăn về cái phần đào, cho nên là ai ai cũng ra giúp. Và cái phần nền này thì cháu Lực cũng đã nói rồi, gia đình sẽ nhờ hàng xóm ra hộ 1-2 hôm. Nếu mà không có hết thì cháu Lực sẽ tính đến cái phương án khác. Ông này đang ở bên kia hướng dẫn là Sử để xếp cái đá này xuống đây tí này các bác này. Cái phần ôi rồi cái đất cứng của nó sẽ từ đây đi đó cô bác ấy. Từ đây đi lên trên kia thì cháu Lực cũng đào ra là rơi đâu đó là hơn 9 mét thôi, đào cho nó rộng một chút. Không biết là mấy anh em đang nói chuyện gì với nhau, nhưng mà chắc là nói là Sử sắp có ngôi nhà mới ở đây. Nhìn trên nét mặt của em Sử em ấy cười là có thể là hình dung ra được một chút là người ta đang chia sẻ cái niềm vui cho mình như sao. May là cái đá này nó như kiểu là dạng mà cái đá đất ấy, nó không có được cứng cho nên là nó không có gặp về cái phần khó khăn về cái phần đục cái tảng đá này cho lắm. Giờ thì ở nhà là chắc là em Hải với lại cùng một cô nữa chắc là nấu cơm cũng gần xong rồi. Thì một tí nó sẽ đi ăn cơm xong thì bắt đầu là lên và tiếp tục lại đào tiếp chiều. Ở đây thì cháu Lực cũng nói thêm một lần nữa, hôm nay thì nhà ba ông cháu là nhờ bà con ra đào. Thì về cái phần thức ăn này cháu Lực sẽ trích cái tiền của các em ra là để chi tiêu, để mua thực phẩm về cho bà con, để bà con có cái để nấu ăn, có thức ăn. Ôi lung lay chưa? Ôi. Lâu lắm. Ôi bảo các bạn ở dưới kia tránh ra nhá. Nó
rửa tay nhá. Tay đấy. Thanh niên này có vẻ rất là chăm rồi đúng không ạ? Thanh niên thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 20 ạ. Năm nay 20 à? Vợ thì ở nhà. Vợ ở nhà. À, có... hôm nay về đi chặt củi. Về chặt củi á? Thế có con chưa? Có một đứa. Có một đứa à? 11 tháng. 11 tháng à? Bây giờ ở riêng hay là ở với bố mẹ thôi? Riêng rồi. Ở riêng rồi à? Nhà thì cũng có nương, có ruộng nhá. Có. Đủ ăn không? Nó bảo là đủ ăn thì cũng đủ máy, nhưng mình tự kiếm thôi. À, là mình cứ tự ra ngoài làm thêm à? Ừ. À. Mình đã tìm là gia đình thì mình tự à. À, năm nay 20 tuổi rồi cô bác. À, nhưng mà là có vợ con rồi, tự lo cho gia đình của mình rồi. À, vừa nãy tôi được nhìn thấy cái bạn này từ lúc mà ra làm thì bạn ấy rất là chăm chỉ luôn. Từ đầu đến giờ không có nghỉ lúc nào luôn đấy cô bác. Làm hộp luôn, làm cùng với lại mấy bạn nhỏ bạn gái này. Còn em Sử thì với bác thì đang đục cái hòn đá to kia. Rồi thì mấy thanh niên kia chắc là đục là cũng mỏi tay rồi. Ông thì ra là hướng dẫn các cháu để xếp những cái hòn đá này cho nó chắc chắn rồi các bác này. À, người đồng bào trên này thì có một cái phương thức hay là bí quyết nào đấy xếp những cái hòn đá này vào nhau, không cần dùng đến xi luôn, nó rất là chắc chắn cô bác. Có thể nó rơi vào tầm vài chục năm độ chắc chắn của nó. Cẩn thận Sử nhá, chân nhá. Nói là sau bao nhiêu cái gian nan, cái vất vả mà đi tìm đất được các tìm đất cho các em ở ngoài đường lớn bên kia, nhưng mà do là người ta không có bán, thành ra là bắt buộc là phải quay trở lại cái chỗ đất gần nhà cũ của các em. Nhưng mà chỗ này cháu được thấy cũng rất là tiện cho các em luôn. Các em mà có làm được một ngôi nhà ở đây thì mọi cái ruộng nương của nhà các em thì cũng ở gần. Chứ không thì mua một cái mảnh đất ở bên ngoài đường bên kia, chỉ mua được một cái mảnh mà người ta đủ cho làm nhà thôi, cũng không có dư ra được bao nhiêu để mà mình làm thêm chuồng trại. Bây giờ là sẽ làm tầm một tiếng nữa thì là cũng sẽ nghỉ đi ăn trưa cô bác ạ. Bây giờ thì sắp nghỉ ăn trưa chưa hả Sử? Bây giờ thì sắp nghỉ ăn trưa chưa? Sắp nghỉ ăn trưa rồi à? Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà trước là xem em Hải với lại cô nấu cơm như thế nào thôi. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có mua thức ăn lên để cho bà con mà ra hộ nhà em Sử cô bác để có thức ăn mà ăn.
Ở đây thì mình nhờ bà con ra thì mình phải mua thức ăn lên. Thế toàn là những cái thanh niên mà trai tráng ở trong làng và gia hộ các em thì mới làm được cái công việc này. Đá, những cái cục đá đất thì rất là to và rất là nặng. Anh đi xuống đây nấu cơm đợi nhá. Đàn gà của nhà các em thì con nào con thấy cũng rất là khỏe mạnh cô bác. Càng ngày càng thấy mập và béo lên rồi. Đây bây giờ thì cháu Lịch sẽ đi vào là xem em Hà tên các cô là nấu cái món gì. Khá là đông bạn nhỏ đấy nhỉ. Ui, nấu món gì thơm đấy Hải? Món cá. Cá à? Dạ. Hôm nay thì cho các anh với các cô để ăn món gì? Món bí với món cá. Cá. Dạ. Cá vừa nãy anh mua về đúng không? Dạ. À đây bí đây đằng sau đây à? Dạ. Đấy. À đây sẽ một tí sẽ là có canh bí này với lại thêm món cá. Cá này là cá mắm cô bác ạ. Cái cá mắm này thì đi đào đất mà về thì ăn cơm khá là ngon luôn. Cơm thì đã cắm chưa? Cơm thì hôm nay nấu bằng nồi to này à? À, cơm thì hôm nay nấu bằng cái nồi to này cô bác này. Thì đông người thì phải nấu bằng nồi cơm này thì mới đủ. Nồi cơm điện thì không có đủ cho là bao nhiêu. Hôm nay thì đây anh xem mắt nào, mắt đỡ chưa? Đỡ rồi. Đỡ rồi à? Có bôi thuốc kia lên không? Sáng nay em vẫn bôi ạ. Bôi à? Đấy, hôm qua thì không may là bị ông một đốt này cô bác này, sưng hết cả một bên mắt rồi, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Đằng sau thì còn bị nữa không? Đào sau thì một tí thôi à? Dạ. Ê, hôm nay thì nhà mình đào cái nền, đào nền rồi, chuẩn bị làm nhà, chuẩn bị có nhà mới thì có vui không? Có ạ. Vui à? Dạ. Em Hải thì ở nhà là bé hơn, thì ở nhà phụ các cô là nấu cơm với lại cho gà, cho lợn, xem cháu bò cô bác. Còn anh Sử thì là ở bên kia cùng với các bác, các anh, các bạn để đào. Đấy thì bây giờ thì chắc là cũng chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi. Và dọn mâm ăn cơm thì ăn cơm cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa. À một tí nữa thì chiều thì cháu Lực tiếp tục là sẽ ghi hình lên cho tất cả quý ông bà cô chú anh trên này cùng biết là cái tiến độ mà đào nền nhà của em Hải và em Sử là tới đâu rồi cô bác nhá. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được kết thúc cái thước phim này ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cháu Hải kính chào, tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.